Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 27 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin chuyên án VT-17 là án gì? Vì sao ông Nguyễn Phú Trọng mắc nghẹn suốt 3 năm? Vụ án Trịnh Xuân Thanh xảy ra từ năm 2018, nhưng đến nay phía Đức người ta đang làm ầm lên vì những hành động phạm pháp của lực lượng an ninh chính quyền tại Việt Nam. Theo hãng thông tấn Đức DPA, vào ngày 23 tháng 2 năm 2021, Đài Phát Thanh và Truyền hình Nhà nước Slovakia kênh ETV đã phát bản tin liên quan đến chuyên án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh mang bí số VT-17. Trong đó, thông tin 12 cán bộ Bộ Công an Việt Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã được nhà nước Việt Nam vinh danh và trao tặng huân chương vào mùa hè năm 2020. Được biết, sau khi an ninh chính quyền Hà Nội sang bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh về trụ án, thì vào ngày 22 tháng 1 năm 2018, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tổng công ty xây lắp dầu khí PVC 14 năm tù về tội cố ý làm trái và tù chung thân về tội tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt bị cáo Thanh phải chấp nhận hạ tù là chung thân. Đây là hình ảnh bài báo của Sputnik của Nga cũng đưa tin về vụ án Trịnh Xuân Thanh đang được khơi lại. Ông Trịnh Xuân Thanh dính vào án làm thất thoát tài sản nhà nước khi còn làm quan chức của tổng công ty dầu khí Việt Nam PVN. Ông Trịnh Xuân Thanh cũng như nhiều quan chức tham nhũng khác mà thôi. Nếu sai phạm trên lãnh thổ Việt Nam và ông đang ở Việt Nam, thì cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho khởi tố, bắt người, tạm giam, điều tra rồi sau đó xét xử là chuyện bình thường. Đó là chuyện nội bộ của Việt Nam, nước khác không cần phải xen vào làm gì. Nhưng điều đặc biệt là ông Trịnh Xuân Thanh đã đánh hơi chuyện bắt bớ và ông ta nhanh chân trốn ra nước ngoài trước khi bị khởi tố, nên chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam mới lâm vào tình cảnh khó xử và đưa đội đặc nhiệm gồm 12 người sang Đức để bắt cóc mang về. Và chuyên án VT-15 cũng như hành động bắt cóc đang được lên án trên khắp nơi trên thế giới. Thật ra, trong vấn đề đã làm thất thoát tài sản nhà nước ở nước nào là nghiêm trọng, chưa Việt Nam chuyện thất thoát hàng ngàn tỷ đồng đầy ra. Thế nhưng, có người bị bắt, có người thì không. Bởi đơn giản, ông Nguyễn Phú Trọng dùng lá bài chống tham nhũng để thanh trừng nội bộ. Bài này y hệt như chiến dịch đả hổ diệt ruồi bóng Tập Cảnh Bình đã thực hiện bên Trung Quốc. Có điều là bên ông Nguyễn Phú Trọng làm tại Việt Nam, ông dùng từ đốt lò để thay thế cho chiến dịch tương tự của ông Tập Cảnh Bình. Từ chỗ đấu đá nên chuyện bắt Trịnh Xuân Thanh mới quan trọng đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Và bởi vì vậy, việc sai phạm của Trịnh Xuân Thanh có liên quan đến nhân vật Đinh La Thăng, một cánh tay đắc lực của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lần trước. Dường như ý đồ của ông Nguyễn Phú Trọng là dùng Trịnh Xuân Thanh để khui ra những sai phạm của ông Đinh La Thăng và sau đó khui ra sai phạm của ông Nguyễn Tấn Dũng. Quan trọng với ông Nguyễn Phú Trọng là như thế nên ông mới cho an ninh sang tận Đức để bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh cho bằng được. Và chuyên án bắt cóc đã được ông Tô Lâm cho lập ban chuyên án hẳn hòi với bí danh là VT-17. Và vấn đề là dù có khởi tố vụ án thì vụ án đó cũng có ý nghĩa trên lãnh thổ Việt Nam chứ không hề có ý nghĩa gì với phía Đức cả. Trịnh Xuân Thanh đối với phía Đức là người không phạm tội. Điều đặc biệt là ông Trịnh Xuân Thanh đã nộp đơn xin tị nạn tại Đức, nên ông Thanh đang thuộc diện được chấp nhận tạm trú để chờ xét đơn tị nạn khi đang bị bắt cóc. Như vậy thì xét theo pháp luật của Đức, ông Trịnh Xuân Thanh không phải là người nhập cư bất hợp pháp vì ông Thanh đang được bảo vệ của luật pháp nước này cùng với luật sư của ông. Đây là hình ảnh 12 sĩ quan công an Việt Nam được Bộ Công an trao huân chương chiến công hạng nhất đến hạng 3 sau khi bắt cóc được ông Trịnh Xuân Thanh diễn ra vào mùa hè năm 2020. Chuyên án gì cũng vậy, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cho bắt người tại Việt Nam thì đơn giản. Nhưng cho bắt người tại một đất nước dân chủ và xem trọng tinh thần thượng tôn pháp luật như nước Đức là vấn đề nghiêm trọng chứ không hề đơn giản. An ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam đến Berlin bắt người như mà trốn không có chủ quyền, thì đây là một sự tổn thương đến lòng tự hào dân tộc của chính quyền nước Cộng hòa Liên bang Đức và người dân nước Đức. Người ta nói nhập gia tùy tục. Điều đó không những là nguyên tắc sống ở vùng quê Việt Nam mà còn là cách cư xử giữa các quốc gia với nhau. Nếu an ninh của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam vào nước Đức thì phải tuân thủ luật pháp của nước Đức. Đó là điều bắt buộc. Và đó cũng là điều tối thiểu mà những người lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam phải hiểu. Tuy nhiên, qua hành động cho người sang Đức bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, chính quyền tại Hà Nội chưa hiểu được điều tối thiểu như thế.
Đây là hình ảnh huân chương chiến công hạng 3 của sĩ quan cảnh sát Lê Thanh Hải, người đã từng làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Đức và tham gia vào vụ bắt cóc này, vì ông cũng có thành tích ở điệp vụ VT-17. Vì sao không nhờ phía Đức bắt người trao lại cho chính quyền Việt Nam cũng là câu hỏi được đặt ra. Nước Đức là một quốc gia vốn mạnh hàng đầu của châu Âu, tuy nhiên Việt Nam không hề có hiệp định dẫn độ với Đức. Đây là một yếu tố bất lợi. Tuy nhiên cũng không có hiệp định dẫn độ thì phía Việt Nam cũng có thể nhờ phía Đức bắt Trịnh Nhân Thành để trả về Việt Nam. Điều này khó, vì sao như vậy? Như đã nói, ông Trịnh Nhân Thành sang Đức xin tị nạn chính trị, chứ ông ta không phải nhập cư bất hợp pháp. Và trước khi sang Đức thì ông ta cũng không hề phạm tội tại Việt Nam và có một phán quyết nào khác. Ông đã nộp đơn xin tị nạn thì chính quyền Đức phải chấp nhận cho tị nạn tạm trú trong thời gian chờ xét duyệt hồ sơ. Trong thời gian này, phía Việt Nam có nhờ phía Đức cũng không thể bắt được Trịnh Nhân Thành vì ông Thanh không vi phạm pháp luật của Đức. Trong khi đó, vì nóng lòng muốn khui sai phạm của ông Đinh La Thăng rồi đến ông Nguyễn Tấn Dũng, nên ông Nguyễn Phú Trọng đã bất chấp tất cả, mất kiên nhẫn và cho người sang Đức bắt cóc bằng được Trịnh Nhân Thành một cách bất hợp pháp. Tại một đất nước có chủ quyền và đất nước thượng tôn pháp luật hàng đầu thế giới mà phía chính quyền Hà Nội cử người đến Berlin để bắt người như vào chốn không người, thì đấy là điều không thể chấp nhận được. Và chính điều này đã gây nên khủng hoảng ngoại giao giữa Việt Nam và Đức trong suốt nhiều năm qua. Câu chuyện khủng hoảng đáng lẽ cũng đang đăng xuống nếu đài phát thanh và truyền hình nhà nước Slovakia ETV nếu không phát bản tin liên quan đến chuyên án bắt cóc Trịnh Nhân Thành mang bí số VT-17. Trong đó, thông tin 12 cán bộ Bộ Công an Việt Nam khi hoàn thành nhiệm vụ đã được nhà nước Việt Nam vinh danh và trao tặng huân chương vào mùa hè năm 2020. Đây quả thật là một cú tát thứ hai vào mặt nhà cầm quyền và chính quyền tại Đức và Slovakia. Đây là hình ảnh đài phát thanh và truyền hình nhà nước Slovakia đã phát bản tin liên quan đến chuyên án bắt cóc VT-17 trước ông Trịnh Xuân Thành. Hành động cử lực lượng sang Đức bắt cóc là hành động phạm pháp trên đất nước người ta, mà còn tổ chức trao tặng huân chương cho những người bắt cóc, thì không khác nào hành động cổ vũ cho việc phạm pháp của lực lượng công an của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều đó nói là công an Việt Nam phạm pháp trên lãnh thổ Đức và họ sẵn sàng làm tiếp tục như vậy. Dư luận cho rằng đây là một khúc xương rất khó nuốt đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Chuyên án VT-17 có nhiệm vụ bắt tội phạm, tuy nhiên với nước Đức thì ông Trịnh Nhân Thành không phải là tội phạm. Chính là vì 12 người đã thực hiện nhiệm vụ bắt ông Trịnh Nhân Thành trở về Việt Nam quy án, họ đã trở thành tội phạm nghiêm trọng. Sau khi đài phát thanh và truyền hình nhà nước Slovakia ETV đăng báo, thì nhật báo TASS của Đức vào ngày 24 tháng 2 cũng đăng một thông tin mới phát hiện về bí số VT-17 trong vụ án bắt cóc ông Trịnh Nhân Thành tại Đức. Một hành động phạm pháp tại nước nước ngoài rõ ràng như vậy thì không thể chối cãi được nữa. Được biết vào ngày 25 tháng 2, trả lời câu hỏi của hãng thông tấn Đức DPA, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết về vụ này như sau. Vụ án Trịnh Nhân Thành vi phạm pháp luật đã được đưa ra xét xử công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Hiện nay, Trịnh Nhân Thành đang trong quá trình thi hành án theo như bản án phán quyết của tòa án. Và điều đáng nói là bà Lê Thị Thu Hằng đã trả lời lạc đề, không hề ăn nhập gì đến câu hỏi của hãng thông tấn DPA của Đức. Hãng thông tấn đã hỏi về chuyện bà về chuyên án VT-17, nghĩa là có hay không chuyện cử người sang Đức bắt cóc rồi về Việt Nam tuyên dương. Vấn đề là chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam có vi phạm pháp luật Đức, có hay không, biết hay không hành động tôn vinh những người bắt cóc, chứ họ không hề hỏi về ông Trịnh Nhân Thành có vi phạm pháp luật Việt Nam hay không. Trịnh Nhân Thành có vi phạm pháp luật Việt Nam hay không cũng chẳng liên quan gì đến họ. Việc bà Lê Thị Thu Hằng gặp phải câu hỏi như thế thì rõ ràng bà Hằng đã rất bí. Chẳng lẽ thừa nhận an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam đã vi phạm pháp luật nước Đức hay sao? Vì vậy, cách trả lời lạc đề như thế là một cách đánh trống lảng nhằm chối tội cho người đã chủ mưu đưa người sang Berlin bắt cóc. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tô Lâm dường như đang hết sức lúng túng, không biết làm sao để hành xử cho đúng pháp luật. Ông Nguyễn Phú Trọng đang ở trong văn phòng Trung ương Đảng và khi gặp phải khúc xương khó nuốt như vậy, thì ông đã để cho bà Lê Thị Thu Hằng trả lời vu vơ đánh trống lảng. Có lẽ cả ông Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản Việt Nam cũng chỉ biết phản ứng như vậy, chứ họ không thể phản ứng như thế nào cho hợp lý. Và qua đây, người dân mới thấy được Đảng Cộng sản Việt Nam rất giỏi chối tội và không biết nhận trách nhiệm bao giờ, mặc dù họ đã gây ra những đại án hàng đầu trên thế giới như thế. Qua đây cũng thấy rằng
ông ta đã trút giận lên Trịnh Xuân Thanh bằng bản án nặng nề hơn cả bản án dành cho ông Đinh La Thăng. Và đến ngày 5 tháng 2 năm 2018, trong phiên tòa xét xử vụ án tham ô tài sản xảy ra tại công ty bất động sản điện lực dầu khí PVP Land, ông Trịnh Xuân Thanh, khi đó là cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc PVC, bị tòa án tù chung thân, phạt bổ sung 50 triệu đồng. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến số tiền đặc biệt lớn là hơn 87 tỷ của nhà nước. Hậu quả của hành vi phạm tội không chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế, mà có tác động rất xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội, gây bức xúc trong dư luận. Viện Kiểm sát tại Việt Nam cũng đánh giá việc đưa vụ án ra xét xử nghiêm minh đã thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng chống tệ nạn tham nhũng của toàn xã hội và củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước. Truyền thông Việt Nam đã chia sẻ như thế. Tuy nhiên, theo pháp luật của Đức và quốc tế, bất cứ người nào khi bị bắt cóc sau đó đem ra xét xử thì cũng không có giá trị. Đây là hình ảnh bản án dành cho ông Trịnh Xuân Thanh là chung thân, còn án dành cho ông Đinh La Thăng là 30 năm. Ông Trịnh Xuân Thanh bị phạt tù còn nặng hơn sếp của ông ta là ông Đinh La Thăng. Cũng dễ hiểu vì ông Thanh đã bỏ trốn làm cho Nguyễn Phú Trọng bây giờ không thể nào có lời nói suông trước dư luận quốc tế. Và qua đây cũng phơi bày lên bản chất chỉ biết chối tội, không biết nhận trách nhiệm của chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, và họ sẵn sàng ra tay làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích của mình, kể cả gây hại cho đất nước. Vì thế, chính quyền này đã trút cơn giận dữ lên người ông Trịnh Xuân Thanh như là trút cơn đại giận vậy. Qua hình ảnh, cư xử thì biết được vấn đề thượng tôn pháp luật của Việt Nam và đặc biệt là của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn là một điều xa vời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 27 tháng 2 năm 2021 với bản tin chuyên án VT-17 là án gì? Vì sao ông Nguyễn Phú Trọng mắc nghẹn suốt 3 năm? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.